chào quý vị và các bạn. Hôm nay chợ Bến Tre tiếp tục làm video giới thiệu đến quý vị và các bạn một bất động sản thuộc xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, gần trung tâm thành phố mới của tỉnh Bến Tre, gần khu đô thị phía nam của thành phố Bến Tre. Chúng ta đang đi trên cầu Mỹ Quá hay còn gọi là cầu Bến Tre 2. Chạy xuống cầu, chúng ta chạy hết dãy phân cách, chúng ta rẽ trái, chạy lên dốc cầu Mỹ Quá, tới dốc cầu chúng ta rẽ phải, đi xuống chân cầu Mỹ Quá, chạy xuống chúng ta gặp ngã ba, chúng ta rẽ phải là vào đường Âu Cơ. Đường Âu Cơ này bên trái chúng ta là bờ kè sông Bến Tre, được xây dựng rất kiên cố. Buổi sáng chúng ta có thể đi tản bộ, tập thể dục, không khí gần sông rất mát mẻ, trong lành. Bất động sản cần bán hôm nay rất thích hợp cho quý vị và các bạn chọn làm nơi để nghỉ dưỡng, làm nơi để an cư lập nghiệp, gần trung tâm thành phố Bến Tre, gần các ngân hàng, gần siêu thị, gần bệnh viện, gần Thế Giới Di Động, gần trung tâm hành chính thành phố Bến Tre, gần trung tâm hành chính tỉnh Bến Tre. Trở lại với bất động sản hôm nay, từ chân cầu Mỹ Quá, chúng ta chạy khoảng 700m, chúng ta gặp con hẻm đan 3m. Bên phải chúng ta rẽ vào chạy khoảng 100m là tới bất động sản cần bán hôm nay. Con hẻm 3m, ô tô chạy Vivo. Trước khi đi đến bất động sản cần bán hôm nay, quý vị và các bạn bấm đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi, nhấn vào nút chuông để nhận các thông báo video mới nhất của chúng tôi. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like và chia sẻ giúp chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Bất động sản cần bán hôm nay có diện tích là 147,7m², có chiều ngang là 5,43m, có chiều dài là 23,17m, nở hậu là 6,54m, thổ cư 100% hướng Tây và hướng Nam, quy hoạch đất ở, giá bán là 779 triệu đồng, có thương lượng nhẹ cho quý vị và các bạn có thiện chí. Tiện ích của bất động sản căn bản hôm nay là nền gốc hai mặt tiền đường, có sẵn sổ ký chuyển nhượng sang tên trong ngày, xe ô tô chạy tới nơi, gần chợ Bến Tre, gần ủy ban nhân dân xã, gần trung tâm thành phố Bến Tre, gần trung tâm hành chính thành phố Bến Tre, gần trường học các cấp, gần siêu thị, gần công viên, gần các siêu thị điện máy Thế Giới Di Động, gần bệnh viện, vân vân. Nếu quý vị và các bạn thấy bất động sản này phù hợp với nhu cầu của mình, muốn đi xem đất trực tiếp, hãy gọi vào số điện thoại của chúng tôi để xem và chốt để sở hữu bất động sản này. Xin nhắc lại, bất động sản cần bán hôm nay có diện tích là 147,7m², có chiều ngang là 5,43m, có chiều dài là 23,17m, nở hậu là 6,54m, thổ cư 100%, hướng Tây và hướng Nam. Giá bán là 779 triệu đồng, có thương lượng nhẹ cho quý vị và các bạn có thiện chí. Quý vị và các bạn ưng ý bất động sản này, hãy gọi cho chúng tôi nhé. Số điện thoại của chúng tôi luôn xuất hiện trên video. Quý vị và các bạn có nhu cầu tìm đất nền, đất công, đất mặt tiền, nhà xây dựng sẵn, hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi tìm giúp quý vị và các bạn. Ngoài ra chúng tôi còn nhận quay video miễn phí bất động sản chính chủ tại Bến Tre. Trở lại với bất động sản, con hẻm bên phải chúng ta hiện tại là 1,5m, đã có dự án mở rộng 3,5m. Chạy hết con hẻm chúng ta rẽ phải để đi ra đường Trương Vĩnh Ký. Đến đường Trương Vĩnh Ký, rẽ trái là về hướng ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh An, về hướng cầu Bến Tre 1. Rẽ phải là chúng ta về lại hướng cầu Mỹ Quá, hay còn gọi là cầu Bến Tre 2, về đường Phạm Ngọc Thảo, vân vân. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Chúc quý vị và các bạn có những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn video gần nhất.